tao quy với e rồi, chúng chám, chúng mày chết cha mày. Đấy này thì đã rồi thì sao? Mẹ ruột bò kinh quá. Hai phút. Alo, Alo, anh chơi trước đi nhá. Em đang bắn kho, đang bắn ok solo kho. ok 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 Mẹ thằng Hoàng cày ghê thế. là bác sĩ mà. Hãy subscribe.